Hiện có 325 triệu người trên thế giới đang mang căn bệnh chết người trong máu. Bạn có là một trong số đó. 325 triệu tương đương với toàn bộ dân số nước Mỹ. Tệ hơn là có đến 290 triệu người hoàn toàn không hề biết rằng họ đang nhiễm bệnh. Một căn bệnh truyền nhiễm có thể phá hủy lá gan và đe dọa tính mạng. Bạn có là một trong số đó. 9 trong 10 người hoàn toàn không hề biết rằng mình đang nhiễm virus viêm gan. Hơn nữa, bệnh viêm gan virus không có biểu hiện hay triệu chứng gì rõ ràng. Làm sao bạn biết được mình có nằm trong số hàng triệu người đã mắc bệnh mà không hề biết này? Bạn có thể bị nhiễm khi vừa chào đời do mẹ truyền sang. Bạn cũng có thể bị nhiễm do những hành vi tiêm không an toàn hoặc khi dùng chung dao cạo, hoặc do tiếp xúc trực tiếp với máu đã bị nhiễm. Đây có thể là lý do khiến bạn bị nhiễm mà không hề hay biết. Nếu không xét nghiệm, bạn sẽ không thể biết gì về tình trạng nhiễm của mình. Viêm gan virus là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, cướp đi 4.000 sinh mạng mỗi ngày. Nhưng nếu bạn không biết tình trạng nhiễm của mình, cơ hội sống của bạn sẽ là bao nhiêu? Tuy nhiên, đây không hẳn sẽ là tương lai của bạn. Đã có thuốc trừ khỏi viêm gan C và viêm gan B cũng đã có vaccine để ngừa và thuốc điều trị hiệu quả. Vậy, tại sao lại không loại trừ viêm gan virus vì một tương lai tươi sáng hơn? Chúng ta cần tìm ra hàng triệu người nhiễm mà chưa biết tình trạng của mình. Một khi tìm được những người nhiễm này, chúng ta có thể cứu mạng họ và có thể loại trừ được viêm gan virus trên hành tinh này vào năm 2030.